nó mì lắm, nó mì lắm, nặng nữa chú. Lúc kia nó là nó không có tới đâu, lúc kia nó không tới đâu, còn lúc không phong không kia nó cũng tới rồi, nó mì lắm mặt nó nè, mặt nó xạo rồi, nó mì lắm, nó nói tới nó là nó nhắm mắt nhắm mũi trở lại đó. À, đây con xin chào cô chú. Nè, nè, con chúc cô chú cả nhà nhiều sức khỏe. Không tiêu ra đây. Trở, thở lực của tiêu. Ở đây nè. Cô chú biết lý do tại sao cô chú. Thằng Út Tiêu nó đem nó giỡn với bé Vui sao cái họ nó cắn lộn với người ta. Cắn lộn với bé Vui đó. Giờ phạt, giờ lo xuống đây đánh đòn. Bà Ly không có lỗi gì hết, nhưng mà bà Ly vô tình bà Ly nằm ngay đó. Cái mẹ con la Út Tiêu, cái bé Ly tưởng là la em nên là em mới đi theo xuống dưới bếp, nó năn nỉ nó xin lỗi nè. La Út Tiêu mà tưởng la em á cô chú. Nên em nó xuống dưới đây đó cô chú thấy không, nó đứng kế bên. Ngày thường á mẹ con kêu á giả điếc, giả già điếc, không nghe. Hôm nay tự nhiên cái không la cái thánh hót đi xuống nghe thông lắm cô chú. Nó không biết lắm, nhiều lúc kêu nó không nói đâu. Mà la nó được biết nha. Rồi coi mặt nó kìa, mặt nó xạo kìa. Nó biết nó. Nó từ đó. Tu mắt nó hiếp lại kìa. Thấy chưa. Mẹ con la là cái mắt nó hiếp lại kìa. Nó vậy đó chứ gì. Nó xin lỗi đi. Tao rồi mẹ la rồi nó xin lỗi không? Đứng lên. Xin lỗi, bé Ly xin lỗi nghe chú. Đúng rồi. Đó là cách mà bé Ly mà mỗi lần mà bị la là lại xin lỗi nghe chú này. Út Tiêu nó xin lỗi nữa kìa. Út Tiêu đứng đây. Út Tiêu đứng đây. Ở đây, Út Tiêu ra đây. Không, ở đây. Lên gì nổi. Đây. Từ người ta lấy đà nó nhảy. Lên đây, Ly lên đây. Biết rồi. Không có được cắn em nữa nghe chưa. Nè, mày cắn bà già Ly nè, rồi mày cắn em nè. Sáng chưa? Mới vừa cắn bé Ly thông rồi chú. Trời ơi trời, biết là nhỏ trong nhà mà ai cũng ai hiếp là sao? Mà nói không có thích chuyện này nha. Nhỏ lớn. Cô chú biết sao mà bé Út Tiêu cắn ai hết á? Cô chú biết sao Út Tiêu cắn không? Thật ra là đây. Bé Vui đang chơi với mấy bé chó con. Bé Vui đây đang chơi với mấy bé chó con. Mà Út Tiêu thì mỗi lần á làm gì làm, nhưng mà đây, không cho con bé Vui là chó con. Đúng lên, ra lên. Đó lên. Hai biểu Vui nó dành em chi. Vui biểu đây. Út Tiêu nó làm gì làm mà đụng tới chó con nó cho đâu. Không có được cắn em nữa nghe chưa, không cắn mà đi nữa nha chưa. Chết lại kêu cầu cứu chị ha. Một lần nữa thôi nha. Bây giờ còn nghe chưa. Út Tiêu ơi, Út Tiêu ơi, đang ngóng lại đang. Chị Hai Bình ha. Do là bé Vui chơi với mấy bé chó con, Út Tiêu nó không thích cô chú. Út Tiêu nó không cho bé Vui lại mấy chó con, nó ganh tị, nó không thích cô chú ơi. Nên là đâm ra bé Út Tiêu mới cắn. Còn bình thường cô chú cũng thấy rồi, bé Vui với Út Tiêu nó chơi giỡn với nhau bình thường. Cứ lại chó con là Út Tiêu nó không cho. Út Tiêu nó rất là không thích cho ai lại gần chó con hết cô chú. Nó canh em giống như canh trứng vậy đó. Này nói chứ cũng thương em mà biết cắn rồi cũng bị đánh. Nó không giữ chứ nó giữ gì, nó bảo vệ em, nó tưởng bé Vui đã vừa sao bé Vui cũng mới về nhà mình, nó đâu có biết quen lạ gì đâu. Cắn luôn bà Ly mà bảo vệ cái gì. Bà Ly bảo bé Vui duyên, ai biểu hồi sáng tự nhiên người ta đang ăn không cho người ta ăn chị. Nói chung là thằng em mà không có cắn. Không biết người nào người lớn trong nhà, người nào người nhỏ. Trốn còn trốn. Ê, lại đây không, trốn. Thôi chú. Mỗi lần Ô Tiêu nó có một cái tập này, giống như là một cái thói quen, không biết là nó thói quen xấu hay là tốt nữa mà ngộ lắm cô chú. Mỗi lần bé Ô Tiêu á là nhà con mà mỗi lần la em á là em nó đi kiếm đồ ăn nó ăn. Cứ là bình thường mẹ con để đồ ăn nó vậy á, nó không thèm ăn đâu cô chú, mà cứ mỗi lần la nó là nó đi ăn à. Nhiều lúc á cái ở nhà nó phá đồ hư đồ cô chú, cái mẹ con la cái là đi ăn, là cái nó lãng 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 họ nó đi kiếm tô đồ ăn nó ăn, giống như là nó ăn để nó xả chén. nó ăn để nó bớt buồn hay sao cô chú. Vui ơi.
Sao ạ? Ngủ hả con? Duy ơi, nhảy thôi nha. Ngủ vậy, bắt tay ơi. Bắt tay ơi, giỏi. Giỏi. Đi ra đây ơi. Giỏi, giỏi nha. Bên đây nữa. Giỏi. Làm nũng quá chú, nũng nhẹ hiếu á, phái á. Làm nũng á. Làm nũng á. Trời ơi, nó làm nũng kìa. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, ghét không? Làm nũng hả ngon? Làm nũng hả? Sung sướng cuộc đời quá mà. Nằm chơi á, nằm chơi với con của chú, con nằm ai con đang nằm chứ đó bé nằm chơi con sung sướng á. Nằm ghế ngay, nằm ghế ngay, bắt tay ngay, bắt tay ngay, tay bên đây ngay, bắt tay ngay. Dù đứng hay ngồi kêu bắt tay là bắt tay của chú. Rồi rồi, biết rồi. Biết rồi, biết rồi nha, biết rồi. À, à. Dễ thương quá à, ăn gì dễ thương quá vậy. Dạ, hôm nay mẹ con tắm cho bé Bình Yên và em Long Hải. Cô chú chờ nắng nóng thì bé tỷ với bé muội thì cạo lông nó cũng mát mẻ hơn. Bé Ly thì hôm qua con cũng mới tắm cùng lúc với Út Tiêu thì con đăng lên cô chú cũng thấy, nên là giờ còn bé Long Hải với bé Bình Yên nữa. Còn các bé mèo thì bây giờ bệnh hết rồi, mà con cũng tắm cho các em mà chưa có được cô chú, để cho các em hết bệnh hẳn hoàn toàn con sẽ tắm cho các em mèo. Long Hải tắm nè. Em thì em Long Hải thì tắm thì hơi lúc nào cũng hơi run á cô chú, tại vì em cũng hơi sợ nước, nhưng mà kiểu mà em không có chạy được đó cô chú. Cái chân của em á nên nó bị tật đó cô chú, em không có chạy được nên em thấy đứa em cũng hơi run, em cũng hơi sợ. Với lại là bé Long Hải nó cũng lớn tuổi rồi cô chú nên nó cũng chậm chạp. Bé Long Hải á thì cô chú nhìn em vậy chứ là mà răng của em á rụng rồi cô chú ơi, răng của em Long Hải nó rụng hết hai ba cái rồi. Với lại mắt của em á nó ở bên ngoài, ở trong lên hình ảnh lên tivi thì cô chú thấy mắt của em Long Hải thì sáng á, nhưng mà cô chú nhìn em ngoài thực tế mắt của em nhìn nó mờ mờ ảo ảo lắm, nhìn cái ánh mắt nó không có được trong trẻo giống như mấy em cuối mới lớn nữa. Em Long Hải này chắc cũng lớn tuổi cỡ bé Ly hoặc là già hơn bé Ly một hai tuổi luôn đó cô chú. Mà bà Ly của con là thì nuôi được 8 năm rồi, nên là bé Long Hải nhìn có vẻ bằng tuổi bé Ly, có lớn hơn bé Ly nữa cô chú ơi. Mẹ con tắm cho em, tắm xong rồi tới lượt Bình Yên luôn. Em Bình Yên cũng lớn lắm cô chú ơi, tắm được rồi. Bình Yên hồi lát nữa mẹ con sẽ bỏ em vô một cái rổ để tắm cho em nó dễ hơn, chứ tắm cái nền gạch này á, cái đầu của em Bình Yên nó đập, đầu Bình Yên đập xuống cái nền gạch là nó đau em của chú ơi. Thank you.
tắm cho em xong cái mẹ con sấy cho Long Hải, xong rồi tới em bình yên. Trời nắng nóng này thì mẹ con chắc lao mình cho mấy em hơn cô chú, lao mình thiệt là khô cho em, xong mà để cho em nó mát. Trời nắng nóng dữ lắm cô chú ơi, nó hầm dữ lắm luôn á cô chú. Con là con chịu không nổi luôn, cái phòng rất là nóng, cái hơi cái hà ở ngoài đường vô, cái nắng nó hà vô nhà của chú hầm lắm. Lao cho em, nhìn chân em tội nghiệp lắm nha chú ơi. Dạ em bình yên thì lớn rồi cô chú, nên là cái việc mà ngày xưa con tắm cho em, con để em trong một cái thao, thì em vừa bây giờ em bự quá rồi, em để cái thao nó hơi, cái thao xanh nó hết vừa rồi cô chú, nên mình con phải bỏ trong cái rổ như nè, là khiên cái rổ ra bỏ em vô để tắm cho em. Với lại cũng không có dám để em dưới nền đất, là do là gì, như mấy cái clip trước cô chú cũng thấy cái đầu của em mình đi không có điều khiển được của cô chú. Lâu lâu cái giống như là không có em, nó cũng không có kiểm soát tốt á, lâu lâu cái em đập cái đầu nó xuống cái đất một cái đập rất là mạnh, nên là hạ đập như nhiều lần như vậy á, cái đầu của em nó rất là đau, nên là đó là do mẹ con mới bỏ cái rổ này cho em để cho em nằm yên vậy nè cô chú. Mẹ con tắm cho em nó cũng dễ hơn, rồi cho em nó đỡ đập cái đầu xuống đất đó cô chú ơi. Nó dù có cô chú thấy nhiều cô chú cũng khuyên lót thảm dưới đất cho em nằm chơi, lót thì lót chứ em đập mạnh cỡ nào thì cái đầu nó cũng mê mà cô chú ơi. Nó chỉ giảm cái lực cản cái đầu em đập xuống một ít nào phần nào đó thôi, chứ vẫn đau mà cô chú. Tắm cho mình yên thì em nó cũng dễ lắm cô chú, cứ tắm sạch hết một bên, giống như là em nó nằm thì mình cứ tắm sạch một bên, xong rồi cái mình nghiêng em qua bên phần còn lại mình tắm cho em thôi cô chú ơi. Tắm xong rồi cứ làm mình cho em, lòng em lòng tờ lòng non, tại vì em là cháu con mới lớn mình lao rất là mau khô cô chú. Đó cô chú thấy không, cô chú thấy không, nó đâu kiểm soát được đâu cô chú. Dạ cho con xin khép video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú cả nhà đã xem clip và yêu thương các bé. Và con hẹn cô chú cả nhà trong clip tiếp theo. Con cảm ơn cô chú cả nhà rất là nhiều. Con chúc cô chú cả nhà xem clip vui vẻ. Con bye bye cô chú và cả nhà.